Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt ngày 13 tháng 9 năm 2021 với chủ đề Giao ước được phục hồi qua phân đoạn Kinh Thánh Phục truyền chương 10 từ câu số 1 đến câu số 11. Lời Chúa chép rằng, trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước và hãy lên đến ta trên núi, ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây, ta sẽ viết trên hai bảng này những lời đã có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bảng này trong hòm. Vậy ta đóng một cái hòm bằng cây xi tim, đục hai bảng đá y như hai bảng trước rồi. Rồi đi lên trên núi cầm hai bảng đó trong tay. Ngài viết trên hai bảng này lời Ngài đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi. Trong ngày nhóm hiệp rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta, ta trở đi xuống núi, để hai bảng vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Và dân Israel đi từ Berot Benezakan đến Mosera, Aaron qua đời và được chôn tại đó, Eleasa con trai người làm chức tế lễ thế cho người. Từ đó dân Israel đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Rốt-ba-tha là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người. Vậy ta ở trên núi trong 40 ngày và 40 đêm như lần đầu, và lần này Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi, nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy sứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Câu gốc trong bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là, Ngài viết trên hai bảng này lời Ngài đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp, rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Câu số 4. Câu hỏi suy gẫm trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là, Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Môi-se làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì về mối liên hệ giữa Chúa với dân Israel? Việc Chúa gọi ông Môi-se tiếp tục lãnh đạo dân Chúa vào nhận lấy đất hứa nói lên điều gì? Bạn thường làm gì khi mối liên hệ với Chúa đổ vỡ vì cớ tội lỗi? Phần đoạn Kinh Thánh này tiếp nối phần tổ phụ dân Israel phạm tội thờ con bò vàng trong chương 9. Khi hai bảng luật pháp đầu tiên bị ông Môi-se đập bể, phục truyền luật lệ ký chương 9 câu số 17. Ta bèn nắm hai bảng đá liệng ra khỏi tay đập bể trước mặt các ngươi. Thì giao ước giữa Chúa với dân Israel cũng đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Nhưng vì lòng nhân từ, Chúa đã lòng bằng lòng tha thứ cho dân Ngài khi ông Môi-se cầu thay cho họ. Thế nên việc Chúa ra lệnh cho ông Môi-se lên núi để nhận lãnh hai bảng đá khác đồng nghĩa với việc giao ước giữa Chúa và dân Chúa đã được phục hồi. Giao ước được phục hồi thể hiện qua những sự kiện sau. Đầu tiên là hai bảng đá lần này cũng như lần trước đều do chính tay Chúa viết, 10 điều răn truyền dạy cho dân Ngài. Tiếp theo, Chúa căn dặn ông Môi-se đóng thêm cái hòm, tức là hòm giao ước, để đặt hai bảng đá vào đó. Hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân chúng. Cuối cùng trong câu số 11, nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy sứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Chúa còn phán với ông Môi-se hãy tiếp tục lãnh đạo dân Israel vào nhận lấy sứ Chúa hứa ban cho. Như vậy dân Chúa hoàn toàn được phục hồi, trở lại là dân giao ước của Chúa như xưa. Có thể nói nhờ ân sủng và sự tha thứ của Chúa mà giao ước giữa Ngài với dân Chúa được phục hồi. Nhiều cơ đốc nhân vì thấy tội mình quá lớn nên nghĩ rằng Chúa không thể nào tha thứ hay chấp nhận một người tồi tệ như họ. Hệ quả là nhiều người tránh né Chúa và hội thánh, bỏ qua sự nhóm lại hoặc đi thờ phượng nhưng thua mình trong mặc cảm tội lỗi. Chúng ta nên nhớ, không có tội lỗi nào là quá lớn đến nỗi ân sủng của Chúa bị vô hiệu hóa. Nếu chúng ta thật sự ăn năn tội lỗi của mình, chạy đến bên Chúa thì ân sủng của Ngài vẫn dành cho chúng ta. Ân sủng Chúa sẽ phục hồi lại giao ước đập đổ vỡ giữa chúng ta với Chúa. Vậy nên
Ai trong chúng ta có những mối quan hệ đổ vỡ với Chúa vì cớ tội lỗi, hãy rạn rĩ tiến đến ngôi ân sủng của Chúa, ăn năn xưng hết mọi tội lỗi của mình, đồng thời cầu xin ân sủng của Chúa phục hồi lại giao ước giữa Chúa và mình. Có như vậy chúng ta mới có thể bởi ân sủng của Chúa trở lại làm dân giao ước của Ngài và được sống trong sự hiện diện của Ngài. Có những tội lỗi nào làm đổ vỡ mối tương giao giữa Chúa với bạn cần được Chúa tha thứ? Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì ân sủng Ngài dành cho chúng con. Xin cho biết ăn năn những tội lỗi gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ giữa chúng con với Chúa, để nhờ ân sủng Chúa chúng con được hồi phục, được sống trong mối tâm giao với Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video này. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.